Đà Nẵng quê hương tôi, bên cạnh những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp thì còn có những di tích lịch sử hào hùng đã đi vào sử sách. Trong các di tích lịch sử như Hoàng Điện Hải, Nghĩa Tổng Suốt Nam thì đình làng Hải Châu quan trọng nét cổ kính, nghiêm trang của đình khiến cho biết bao nhiêu người phải tò mò về bí ẩn đằng sau nét đẹp ấy. Đình làng Hải Châu thì tọa lạc tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trên một khu đất rộng 3.500 m². Đình làng Hải Châu được xây dựng vào năm Gia Long thứ 5 để thờ thành hoàng làng, tiền hiền và hậu hiền của làng. Hơn 500 năm trước, 43 chi tộc họ thuộc làng Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã theo vua Lê Chính Tông vào Nam, đất đai và lập nên là Hải Châu. Đến năm 1858, đình bị hư hại nặng do chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Hai năm sau, nhân dân dựng lại đình trên khu đất này là Đại học Võ thuật Y Dược Đà Nẵng, chiếm chiến đường Hùng Vương. Đến năm 1913, thực dân Pháp chiếm dụng ngôi đình, sử dụng làm nơi dự bị vệ nhân trong nạn diệt đồng ruộng. Một năm sau, ngôi đình được trả lại cho đơn xin của dân làng. Tuy nhiên, nhân dân Hải Châu cho rằng ngôi làng đã bị cô ấy nặng, nên làm đơn kiến nghị dâng lên vua Trần Thái xin cho xây dựng lại ngôi đình tại vị trí hiện nay, tổ 3, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, và tồn tại cho đến ngày nay. Trải qua giáo vụ, những thời gian cùng sự tàn phá của chiến tranh, đình làng Hải Châu xuống cấp, hư hỏng nặng và đã tu sửa 3 lần vào những năm 1926, 1937 và năm 1957. Hiện tại, khu di tích đình làng Hải Châu còn lưu giữ nhiều hiện vật ghi dấu lịch sử, văn hóa dân gian địa phương. Bây giờ, cùng mời các bạn đi tham quan vào đình chính. Đình có 3 tấm bia ký bằng đá cẩm thạch, trong đó một tấm được lập vào năm Tự Đức thứ 14 năm 1861, hai văn bia còn lại lập vào năm Bảo Đại Nguyên Niên năm 1926 để ghi công đức của nhân dân Hải Châu đã đóng góp tiền của công sức sửa chữa đình làng. Hiện nay, đình làng Hải Châu còn lưu giữ hai văn bia được đặt hai bên phía sau sân đình. Và đây là tấm bia thứ hai. Và đây là miếu bà. Và đây là đình thờ thần hoàng làng. Tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nhiều hoạt động nhằm gìn giữ
tôn vinh vẻ đẹp của làng quê Việt. Lễ hội cũng là nhịp cầu nối người dân hôm nay với quá khứ của những ngày đầu lập làng, lập ấp, góp phần làm phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần, hướng về cội nguồn tổ tiên của người dân Hải Châu nói riêng và người Đà Nẵng nói chung. Lễ hội đình làng Hải Châu là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn, trao truyền văn hóa giữa các thế hệ, đáp ứng nhu cầu văn hóa và tâm linh của cộng đồng, tạo nên hoạt động văn hóa rộng lớn, thiêng liêng để nhân dân có điều kiện tham gia, sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá du lịch của thành phố. Phần hội là phần được coi khá hấp dẫn, kịch tính và sôi nổi hơn phần lễ. Tại đây, người ta cũng đã tổ chức các cuộc thi văn nghệ, hát múa dân ca, thi đấu cờ tướng, thi gói bánh chưng, những màn biểu diễn nghệ thuật, tuồng cổ, hát bài chòi, các trò chơi kéo co, đẩy gậy, đi cà theo. Đình làng Hải Châu đã trải qua bao nhiêu thăng trầm theo thời gian, trải qua nhiều khó khăn về bề dày lịch sử 4.500 năm. Hàng năm, nơi đây đón nhiều lượt học sinh trên địa bàn thành phố, cũng như du khách đến tham quan.